Xin chào các bác nhé. Bên em cập bến được tiếp tục một lô 295. BM 295 nó tương đương với lại cái mã S450 bên Việt Nam mình đang bán đấy anh em nhé. Hai lăng kính bông rất là to. Ở cái lô này em về thì là em cho về cùng với thùng xốp. Cùng với thùng xốp dành riêng cho nó đấy anh em nhé, để vận chuyển cho đảm bảo. Tại vì thi thoảng có những anh em mà có thùng rồi đấy. Thi thoảng có những anh em có thùng đơn hoặc thùng đôi rồi thì anh em sẽ không mua thùng. Vì đấy là lô này em mua cùng với thùng xốp. Em mua cùng thùng xốp để vận chuyển đi cho nó đảm bảo nhé. Đấy, các bác thấy hàng bãi về thì tất cả các từng con một em đều phải tháo ra vệ sinh. Tháo ra vệ sinh và kiểm tra từng chiếc quạt gió một. Đấy, hơi mất công một chút xíu nhưng mà bắt buộc phải làm những cái việc này các bác nhé. Để hàng tới tay các bác gọi là nó giảm thiểu được tối đa những cái lỗi vặt sau này. Cái quạt nào kêu to một chút hoặc quạt nào yếu một chút thì em sẽ thay hết cho các bác nhé. Đấy là khi các bác nhận hàng vào thì nó sẽ thành hàng trên 90%. Bóng còn rất sạch, bóng còn rất là sáng nhé. Con này thì đết 2021. Đết 2021, bóng nó sáng quá, nó chói vào đây. Đấy. Bên kia người ta cũng sử dụng ít thôi. Đây là hàng không phải là hàng lắp trong ba các bác nhé. Đấy, không có dầu khói bám vào đâu. Tất cả những cái hàng em mua em đều chọn lọc rất là kỹ. Đây là cái bông đa sắc của nó đây. Rất sáng đẹp. Và giá của nó là 8 triệu 500 nghìn đồng một cặp các bác nhé. Đối với những cái cặp đèn mà không có thùng này thì giá sẽ là 8 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Còn bác nào muốn mua thùng đôi thì vài hôm nữa em sẽ về một cái lô có thùng đôi nhé. Thùng đôi em bán cho các bác mới 100% là 1 triệu rưỡi một chiếc. Cả đèn cả thùng thì là 10 triệu. Còn đây nó có đèn không, mình đèn không thì là 8 triệu 500 nghìn đồng một cặp các bác nhé. Đấy, em bao đẹp bao ngon cho các bác. Hoạt động hoàn hảo. Bóng rất sáng. Toàn bộ đèn bán ra thì em bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng. Và em hỗ trợ linh kiện trọn đời sản phẩm các bác nhé. Rồi, bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Rồi với những bác khách hàng mua đèn thì vui lòng cọc giúp em 1 triệu một cặp nhé. Đấy, các bác cứ mua một cặp thì các bác cọc với em 1 triệu. Hàng đến nơi các bác nhận kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.